Lan Rừng Nguyễn Lâm xin chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn nha. Ngày mới và những bông hoa lại nở trong vườn đây các cô chú anh chị và các bạn, ngày nào cũng có những cái video hoa nở để cho mọi người xem. Thì cái cây ngày hôm nay Nguyễn muốn cho mọi người xem đó là cây năm cánh trắng Anh Vũ. Nó chỉ nở một hoa thôi và hoa của nó cũng không đẹp. Nó nở bói trên một cái ki, trên một cái đầu ki ở trên thân nữa. Những cái hoa bói thì mọi người cũng biết rồi, khi mà nở ra nó sẽ bị nhọn cánh và nhọn lưỡi ha. Thì chúng ta xem để nhận diện cái đôi mắt của nó thôi. Và chiếc mũi ha. Mũi trắng. Mắt nhung. Rất là gọn, phân thùy sạch sẽ ha, họng sạch thì sạch luôn. Cây này ngày xưa rất là mắc tiền. Nó là một cây năm cánh trắng đến từ Bắc Ninh với chiếc đôi cánh sáp bóng như thế này. Bộ cánh sáp bóng. Đó là mặt hoa của cây năm cánh trắng Anh Vũ. Trong vườn mình cũng có một cái cây hoa này, nó cũng nở lâu rồi, nhưng mà có một bông mà bữa nay sẵn quay cây Anh Vũ mình cũng quay cho mọi người xem luôn. Đây là một cây thảo nguyên 2 mọi người ạ, cũng là một cây năm cánh trắng, mũi trắng tinh luôn nè. Rất tiếc là cái bông này nó nở khá lâu rồi, sắp tàn rồi, nên màu sắc của nó hơi nhạt một chút. Còn cái cây thảo nguyên 2 này khi nó mới nở ra thì nói chung cây nào khi mới nở ra cái màu sắc của nó cũng tươi tắn và đậm đà ha. Đây là hoa năm cánh trắng thảo nguyên 2. Những cái chậu hồng yên thủy mà mình làm hoa Tết cho tới bữa nay mọi người thấy nó vẫn còn nở đẹp không? Nè, hồng yên thủy. Hồng yên thủy thì nó rất rẻ mọi người ạ, rất là rẻ luôn. Hoa đẹp và thơm nữa, dễ trồng, dễ hoa. Đây Nguyễn xoắn xoắn lại thành những cái hình xoắn ốc như này. Còn những cái cây mà Nguyễn làm hoa Tết bữa nay nó nở đẹp quá trời luôn là cây mắt đỏ Hòa Bình nè. Mọi người xem. Đã chưa? Với cái đôi mắt này ha. Cây này thì trong những ngày qua mình cũng quay cho mọi người xem nhiều rồi. Mắt đỏ Hòa Bình. Còn cái chậu kiều trắng này nè. Hoa nở tự nhiên nên cái chuỗi bông của nó rất là dài mọi người. Rất phê với cái chậu kiều trắng này. Hoa nở tự nhiên cái chậu này mình không có kích, tại vì cây này nó cũng giá trị cao nên là mình cứ để cho nó hoa tự nhiên, cho nên nó chỉ ít bông như thế này thôi. Chứ còn nếu mà kích á, nó sẽ ra mấy chục chuỗi như thế này, nó mất cái giá trị cái cây đi. Nên mình chỉ thích để cho nó ra hoa tự nhiên như thế này thôi. Cái chậu này nó tới mấy chục thân. Cây này cây bệt núi chúa nè. Mọi người xem cái bông bệt núi chúa nha. Để chúng ta nhận diện được cái mặt bông này. Chưa lấy được cái nét nè. Đây cây bệt núi chúa. Nãy giờ không lấy được nét. Đây. Nó là một cây bệt núi chúa thì nó là một cây từ vùng Ninh Thuận mọi người nha. Ninh Thuận giáp với Lâm Đồng, khu vực này nó hay có những cái cây bệt. Cây này là cây bệt núi chúa, khá nổi tiếng từ xưa giờ. Nó không xuất sắc lắm nhưng mà nó là một cái cây bệt nó rất là phổ thông. Còn đây là một chậu cát phải nói là tuyệt vời. Chậu cát hồng. Đẹp không mọi người? Lá nó cũng màu hồng luôn nè. Cánh hồng, lưỡi hồng, họng vàng. Rồi, mọi người xem lại mặt hoa năm cánh trắng Anh Vũ ha. Mắt của nó nè. Rồi, Nguyễn xin chào tạm biệt và lại hẹn gặp lại tất cả các cô chú anh chị và các bạn trong những cái video hoa nở tiếp theo nha.